Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Những vấn đề cử tri quan tâm của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khó lường, làm ảnh hưởng đến tăng trưởng ở hầu hết các ngành lĩnh vực kinh tế, lực lượng lao động giảm sâu, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước và tỉnh đã có nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động và giúp đỡ họ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Làm thế nào để các gói hỗ trợ của nhà nước nhanh chóng đến được với người lao động và không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách? Đây là vấn đề mà nhiều cử tri quan tâm và cũng là nội dung được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục hôm nay. Bắt đầu từ tháng 4 năm 2020, để phòng chống dịch bệnh, cả nước thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đã khiến các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng. Một số doanh nghiệp không có nguyên liệu sản xuất và gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ nên đã bố trí cho người lao động nghỉ việc luân phiên hoặc ngừng việc. Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, toàn tỉnh có gần 600 doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh với trên 20.000 lao động bị ảnh hưởng. Do ảnh hưởng của dịch COVID thì công ty cũng có một số khách hàng và đơn hàng đã bị phía khách hàng người ta hủy cái đơn hàng. Thì trong cái quá trình tháng 5 là công ty cũng đã buộc phải cho hơn 400 công nhân là nghỉ tạm hoãn hợp đồng trong vòng một tháng từ mùng 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5. Như bản thân tôi là người bị hoãn hợp đồng lao động trong cái thời gian nghỉ COVID thì nói riêng là tôi thấy cái dịch COVID vừa rồi không chỉ nói chung là ở đất nước Việt Nam mà nói riêng là đối với công ty chúng tôi thì nó cũng gây ra thiệt hại rất là nhiều. Và đối với bản thân chúng tôi thì riêng tôi thì là nó ảnh hưởng tới cái sinh hoạt trong đời sống gia đình trong những cái tháng, một cái tháng mà chúng tôi phải tạm hoãn hợp đồng nghỉ COVID. Do ảnh hưởng của dịch nên là không có hàng hóa để cho sản xuất. Toàn tỉnh cũng đã có hơn 5.000 trường hợp người lao động bị chấm dứt hợp đồng và hoàn toàn bị mất đi thu nhập. Thậm chí tới nay nhiều người vẫn chưa tìm được công việc mới. Từ tháng 4 năm 2020, chị Linh đã bị công ty trách nhiệm hữu hạn giày Aurora Việt Nam chấm dứt hợp đồng lao động. Không có việc làm mới, không có thu nhập, hàng ngày chị chỉ ở nhà chăm sóc con nhỏ và nội trợ trong gia đình. Hầu như là tất cả các nguồn thu là đều từ chồng, phụ thuộc vào chồng. Mất việc ấy thì tôi cũng có gửi hồ sơ ở một số nơi như là hầu như là chỗ nào bắt đầu người ta tuyển dụng là mình cũng đặt hồ sơ nhưng một thời gian người ta lại bảo là hiện tại là chưa muốn tuyển người. Người ta bảo là cũng ảnh hưởng COVID ấy, nên là nhân lực người ta đang còn nên người ta chưa muốn tuyển dụng thêm. Kiểu về cũng tìm hết chỗ này đặt hồ sơ bao nhiêu chỗ nhưng mà không được. Ngoài số lượng người lao động trong doanh nghiệp, còn có hàng nghìn đối tượng không có giao kết hợp đồng, tức là lao động tự do, cũng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Họ hoạt động làm việc thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp như bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ, không có địa điểm cố định, thu gom rác, phế liệu, bốc vác, vận chuyển hàng hóa, lái xe mô tô hai bánh chở khách, xe xích lô chở khách, bán lẻ xổ số lưu động, làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe, ăn uống. Không thể cố gắng hơn được, phải có khách. Thì trong cái thời gian mà ra ngoài đường đứng là tụi tôi thì không còn cái gì cố gắng hơn là phải kiếm khách. Nhưng bây giờ khách không có. Cái nghề phụ thủy nản nó là nghề đan cói. Đan nhưng mà trước đây thì còn được một tháng được 1 triệu đến 1 triệu rưỡi. Nhưng mà đến bây giờ là không có thu nhập bởi vì là làm ra sản phẩm nhưng mà cũng không họ thu nhập không có tiền. Cho nên là rất khó khăn cho chị em phụ nữ. Chúng tôi cũng tìm đủ nghề để làm nhưng mà không có cái nghề gì để thu nhập được. Chung cả xóm chúng tôi vậy. Trước những khó khăn của người lao động, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành nghị quyết số 42 và quyết định số 15 về việc triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nghị quyết 42 nêu rõ, nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân, người lao động cả nước, góp phần ổn định xã hội, Chính phủ quyết nghị thực hiện một số biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 như sau. Gói hỗ trợ của Chính phủ đưa ra mức đề xuất cả ngân sách trung ương và chính sách xã hội là 62.000 tỷ đồng, trong đó dành phần lớn hỗ trợ cho người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch. Tại tỉnh Ninh Bình, trong thời gian qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các địa phương, ban ngành có liên quan để rà soát chặt chẽ, cẩn trọng, chính xác các đối tượng.
Theo số liệu thống kê của Sở, tính đến ngày 17 tháng 8 năm 2020, toàn tỉnh có 10.897 đối tượng là người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch, thuộc diện được nhận gói hỗ trợ của Chính phủ. Trong đó, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp là 2.375 người. Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm là 8.087 người. Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương là 11 người. Hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng một năm, tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 là 424 hộ. Thời gian này, việc lập danh sách chi trả tiền hỗ trợ đã cơ bản hoàn tất và trình lên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Quá trình lập danh sách được sự phối hợp thực hiện của nhiều cơ quan đơn vị có liên quan như lãnh đạo địa phương, chi cục thuế các huyện thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ lao động thương binh và xã hội các huyện thành phố, các xã thị trấn và nhất là vai trò của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trong việc rà soát từng nhà, từng đối tượng. Để mà rà soát được ấy, chúng tôi là chủ yếu dựa vào lực lượng trưởng thôn. Và như ở xã chúng tôi ấy, thì chúng tôi thành lập ban chỉ đạo, sau đó thì họp triển khai. Và ở dưới thôn thì cũng yêu cầu là cũng phải thành lập một tiểu ban, sẽ rà soát từng đối tượng một về cái thu nhập của đối tượng. Sau đó thì đủ điều kiện thì các bác chuyển lên xã. Và lên xã thì chúng tôi lại phải họp, thành lập họp, sau đó thì mới gửi lên thành phố. Tại hầu khắp các địa phương, việc rà soát nhóm lao động rất khó, nhất là đối với lực lượng lao động tự do. Bởi thường ít giấy tờ xác minh, chưa có danh sách thống kê trước đây. Việc xác minh chủ yếu dựa vào thông tin do người lao động, dễ phát sinh việc trục lợi chính sách. Do đó, quá trình thực hiện hỗ trợ có thể chậm, nhưng các địa phương đã triển khai rà soát kỹ lưỡng, chắc chắn, đảm bảo đúng người, đúng đối tượng, không bỏ sót đối tượng. Khi hồ sơ ở xã phường đã thẩm định xét duyệt gửi lên đây thì anh em tôi đã giao cho các đồng chí là công chức ở phòng trực tiếp thẩm định hồ sơ, tức là làm có những ngày làm cả thứ bảy và chủ nhật, có khi cả làm cả đêm, tức là thẩm định hồ sơ chi tiết của từng đối tượng, nhất là cái đối tượng lao động tự do, bởi vì cái hồ sơ nó rất phức tạp, từ cái đơn hướng dẫn của người ta làm cho đúng đơn theo mẫu chưa, kê khai đúng chưa, liên quan đến bìa hộ khẩu, chứng minh thư, tất cả những cái thông tin cập nhật nó phải đầy đủ chính xác. Nhờ công tác rà soát, lập danh sách đã được thực hiện cẩn trọng và trình lên Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tiếp tục là Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tháng 7 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt quyết định hỗ trợ. Tới nay, hai thành phố là Ninh Bình và Tam Điệp đã triển khai thực hiện chi trả cơ bản xong. Số đối tượng người lao động đã được nhận chi trả tính đến ngày 17 tháng 8 năm 2020 là 3.637 người, với tổng số tiền là 3 tỷ 637 triệu đồng. Tới tại điểm này thì xã đã tiến hành chi trả được cho 58 trường hợp. Thì cũng trong quá trình chi trả cũng chưa có một cái vấn đề gì, cái người dân là ý kiến là cái việc rà soát là chưa sát, chưa đúng và cũng rất đồng thuận cho cái việc làm của ủy ban dân rà soát từ khu dân cư rồi họp hội đồng và phân tích những đối tượng nào cần được hỗ trợ và những đối tượng nào là chưa được hỗ trợ. Việc chi trả tiền đã góp phần giúp người lao động giảm bớt khó khăn cho cuộc sống. Nhiều người bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi khi nghị quyết số 42 của Chính phủ và quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ được các cấp các ngành vào cuộc triển khai tích cực để tiền hỗ trợ tới tay người lao động kịp thời. Số tiền được 2 triệu mà chỉ để là sắm lại những vật dụng bán hàng. Không phải là to hay nhỏ mà mình ấy về cái đồng tiền nên là mình có thể là mình đòi hỏi loại kia đâu. Được 1 triệu, chả có suy nghĩ ít hay nhiều cái gì cả. Thôi nhà nước hỗ trợ như vậy là mình đã phải cảm ơn rồi, cảm ơn đảng và nhà nước rồi. Hiện các địa phương còn lại đang chờ quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh để thực hiện chi trả. Dự kiến là trong tháng 8 sẽ tiến hành chi trả xong. Việc chi trả sẽ được các huyện thực hiện đảm bảo đúng các nguyên tắc công khai, minh bạch và đúng đối tượng. Để nghị quyết số 42 của Chính phủ và quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ thực sự có hiệu lực, hiệu quả, có phần giúp đỡ người lao động khắc phục khó khăn trong cuộc sống. Ngoài sự hỗ trợ của Chính phủ, trong thời gian qua, các cấp các ngành, các tổ chức, đoàn thể trong tỉnh cũng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ người lao động khi gặp khó khăn, mất việc hoặc giảm thu nhập do ảnh hưởng bởi bệnh dịch.
dịch COVID-19 quay trở lại, Việt Nam tiếp tục có ca dương tính mới, khiến tình hình sản xuất của các doanh nghiệp chưa kịp phục hồi lại tiếp tục bị ảnh hưởng. Theo dự báo, những tháng tới, do không ít doanh nghiệp xuất khẩu không có đơn hàng từ trong nước và đối tác nước ngoài, nên số lượt người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19 có thể tăng thêm. Để đồng hành với doanh nghiệp chăm lo cho đoàn viên và người lao động, thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa. Trước những tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh đối với đời sống việc làm công nhân lao động, thì chúng tôi, với trách nhiệm của tổ chức công đoàn Ninh Bình, thì chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền, vận động công nhân lao động có cái biện pháp phòng chống dịch bệnh tốt, đồng thời là chấp hành tốt các cái quy định của doanh nghiệp và yên tâm lao động sản xuất để làm ra những cái sản phẩm tốt nhất để doanh nghiệp có thể xuất được hàng và tạo được cái thu nhập cho công nhân lao động được tốt hơn. Bên cạnh đó thì chúng tôi có trích các cái suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng để động viên công nhân lao động có những cái hoàn cảnh khó khăn và được bình xét từ cơ sở trở lên. Vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ tại công ty trách nhiệm hữu hạn May Đài Loan ở khu công nghiệp Gián Khẩu, huyện Gia Viễn để động viên người lao động tích cực sản xuất, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đối tượng hỗ trợ gồm đoàn viên, người lao động do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 bị mất việc, thiếu việc làm dẫn đến mất thu nhập bằng một thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định hiện hành là 1.490.000 đồng một tháng. Có hoàn cảnh khó khăn tại thời điểm xét hỗ trợ và không nằm trong đối tượng được nhận gói hỗ trợ, hoặc người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gồm lao động nữ đang mang thai từ tháng thứ 7 trở lên hoặc nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi, người lao động bị mắc bệnh hiểm nghèo đang được điều trị, đoàn viên có vợ hoặc chồng hoặc con hoặc bố mẹ già đang ở cùng và phải nuôi dưỡng bị bệnh hiểm nghèo, đoàn viên công đoàn là người khuyết tật, người bị tai nạn lao động chưa được hưởng trợ cấp. Trường hợp đặc biệt khó khăn khác ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lao động, sức khỏe, đời sống. Bên cạnh đó thì phía công ty và bên lãnh đạo của công đoàn công ty chúng tôi cũng đã có hỗ trợ tới các anh chị em công nhân. Cụ thể đó là về phía công ty thì đã hỗ trợ cho các anh chị em trong tháng nghỉ Covid đó là 900.000 đồng. Và đối với phía công đoàn cơ sở của chúng tôi thì đã hỗ trợ cho các anh chị em trong công nhân đó là 500.000 đồng bằng tiền mặt. Còn tại huyện Kim Sơn, ngày 12 tháng 8 vừa qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã triển khai trợ giúp cộng đồng trao sinh kế cho 129 hộ dân ở các xã Văn Hải, Xuân Chính bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 bằng chương trình hỗ trợ tiền mặt. Số tiền 279 triệu đồng hỗ trợ được trích từ dự án ứng phó với dịch bệnh COVID-19 do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế viện trợ. Chúng tôi đã chọn huyện Kim Sơn là cái nơi mà có đông các cái hộ dân đi lao động tự do để chọn để được hưởng cái dự án cái hợp phần 3 của cái dự án ứng phó với lại dịch bệnh COVID-19 để tiến hành chi trả cho các cái đối tượng bị mất việc làm dưới cái sự bình chọn từ thôn xóm và qua hai lần niêm yết tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã công khai thì tất cả những hộ dân này đều xứng đáng được hưởng cái hỗ trợ cái mất sinh kế việc làm đó. Đây là những gia đình người dân đang chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 như bị mất việc làm, giảm thu nhập hoặc phụ nữ mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, không có việc làm, hộ đang có người cách ly do dịch COVID-19 và không nằm trong đối tượng được nhận gói hỗ trợ theo quyết định số 42 của Chính phủ. Mỗi hộ nhận được từ 1 đến 3 triệu đồng để khắc phục khó khăn, tạo sinh kế vươn lên, ổn định cuộc sống. Tôi được hỗ trợ 3 triệu thì tôi dùng vào việc chăn nuôi. Như thời điểm bây giờ là Covid thì như thế là cũng là quá tốt rồi ạ. Xin gửi lời cảm ơn đến nhà nước đã quan tâm đến người dân trong dịch bệnh Covid này ạ. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm triển khai mục tiêu kép vừa chống dịch vừa quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội và việc làm cho người lao động. Theo đó, ngành công thương đã đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng và triển khai các đề án hỗ trợ doanh nghiệp từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2020, tập trung vào các đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất. Về phía các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã xác định số dư nợ khách hàng và doanh nghiệp bị thiệt hại để triển khai các biện pháp miễn giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ người lao động.
Việc giúp đỡ hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể, các cấp các ngành không chỉ tạo nguồn sinh kế mà còn là động lực để người lao động trong tỉnh vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, có ý thức vươn lên để đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương và của tỉnh. Đến đây thì thời gian dành cho chuyên mục Những vấn đề cử tri quan tâm của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.